là đi qua đường Quỳnh Tấn Phát. Chị đang nhiều quá chứ, một cây à, một dĩa con cây với rau. Đầu đã có rau nhưng mà bây giờ hết rau rồi. Dạ. Bây giờ hết rau rồi. Rồi đem dẹp cái đũa thì đẹp ha. Lấy đũa muỗng rồi không? Dĩa này nhiều vậy ta? Tại vì á, nó ưu tiên nít, ưu tiên nít cho nó ăn nhiều. Mày nhiều ai không không tính tiền thôi. Cái này quán cơm này đó, ở hẻm 350 Quỳnh Tấn Phát, đường Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Quận 7. À. Tôm sườn muối xả. Tôm sườn cay, sườn cay. Cái bằng sườn cay đó. Cái bằng sườn cay đó. Đây là bà chủ quán cơm. Ở đây là nhà ta thích lắm. Món này là tròn chén canh chua. Ê, món này là mấy người bắt ở đây nó thích lắm. Vì sao nó không ăn đường? Nó lại đây kiếm này nó ăn không à? Nó hỏi có đường không? Cái là mình nói là mặn không có được, cái này khách tới đây ăn ăn mỗi ngày luôn là không, nó không ừ. Có mỗi chỗ đem nhiều đường đa cái số cô là này là bắt mình, mình biết cổ từ năm 76 là ủa? Cổ đã tiếp gia đình cổ bán quán cơm tấm ở dưới cầu Nhị Kiều. Nhị Kiều thành phố Cần Thơ, thành phố Cần Thơ dạ, không biết đâu đi giờ bữa nay là đi lên tới cái quận 7 để ăn lại cái món cơm mà cay từ năm 76 đã được ăn. Cơm sườn cay. Cảm ơn nghe chị, cảm ơn chị nhiều nghe chị. Có một cái hy vọng là sẽ trở lại quán chị ăn nhiều lần hơn. Ừ.